Rồi, hello, xin chào cả nhà. Thành quá này tiếp tục test nhanh ha, một số mặt hàng bị lỗi, bị hư nha. Quý khách lưu ý cho mình nha. Cái con này là DVD màn hình ha, chạy được ha. Bởi màn hình nha, khách nào quý khách thấy lăn đường màn hình không? Ha, ok ha. Máy móc thì nguyên zin, cam kết không có sửa chữa gì trong đây chân nha, hư là bán hư luôn. Đó, nha. Đó là con này nó có hình nè. Đó, lên màn hình nha. Đó, nè bị sọc nè ha. Rồi con này bán giá là 120.000 ha. Rồi con này thì mình nghĩ là nguyên zin hết, không có đồ thử nè. Tại cái chấu này chấu xe hơi du lịch nè, thấy không đó. Cái này là thật sự là chưa thử được nè. Màn hình nó còn dán keo luôn nè, thấy không? Nè cái miếng keo dán nè, thấy không? Con này cũng bán giá 120.000 luôn nha. Đó. Quý khách lưu ý kỹ với mình nha, mình mấy con này là bán là không có nguồn nha quý khách, bán là bán lỗ và không nguồn nha. Bởi màn hình cũng 120.000 luôn. Đó ha, đó mình test đàng hoàng ha, bởi màn hình nha, con nó đỡ màn hình nè. Không nguồn, không nguồn cũng 120.000 luôn. Ở ngoài thì không có bể bọng gì trơn ha, đủ thứ kiểu ngõ hết trơn nè. Rồi tới hàng này rất là đẹp, mình nghĩ là màn hình bị hư luôn rồi nè, nó quéo nè ha, không biết nóng hay là quá hay là sao không biết, chứ phần quay lại là nó bằng cái chấu đuôi này nè, đâu biết nguồn là bọng kiểu nào đâu thử. Rồi bán 50.000 luôn, không nguồn luôn. Rồi con này là không lên nguồn nha. Rồi lên, không lên nguồn nhau hết. Nguyên zin cũng 120.000 luôn. Đó. Máy móc chưa tháo, không có lao, chỉ lao chùi thôi, không có tháo, không có gì hết trơn nha. Cũng còn nguyên zin luôn. Đó. Mua lẻ bán lẻ nha, mua nhiều thì mình bớt khuyến mãi ha. Giờ tới hàng này. Cũng không lên nguồn luôn nha. Này là máy kim đại điển. Không lên nguồn luôn. Còn cực kỳ đẹp ha. Xây được nữa nè. Cũng 120.000 luôn. Rồi con này cũng vậy luôn, cũng không lên nguồn luôn nha, cũng 120.000. Mấy con này bán là không có nguồn nhau khách. Đó. Rồi quý khách, cô chú, chị em nào mà có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt dùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Mua 5 em này tặng em 50.000 nha. 5 em 120 tặng em này luôn. Bao ship luôn, rồi chơi mau lẹ luôn. Rồi nha, đó mình sẽ để từng sản phẩm hết nha, có giá ha, quý khách mua nào thì bán lẻ hơn 120.000, ship chơi đời, mua 5 em tặng 1 em 50.000 này, bao ship, rồi ok mau lẹ. Quý khách, cô chú, chị em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt qua số điện thoại 0939 396 480. Em tên Quá, 40 tuổi ha, đánh qua cái trang Zalo, Facebook, YouTube cho tốt đó, đánh số điện thoại em vô là có ha. Rồi em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.